đúng không ông? Nghe ông bà nói là cũng vừa vừa thôi, mà ông bà tôi kể lại là hiền lắm, hiền lắm, là gầm nào ông bà cũng đem chuối đem đồ cho ăn, kêu bớ bạch hầu ơi, thì là nguyên bầy khỉ nó chạy ra vậy nè. Hồi đó chùa Phi Lai cúng vui lắm, chùa Phi Lai hồi đó xưa cúng ăn là ở dưới chùa dưới hay lên đây nè. Tại hồi đó là mấy ông sư ở dưới chùa Phi Lai, đệ tử Phi Lai cũng có tu ở trên này nữa. Rồi thành ra là kêu là bới bạch hầu lên ăn là ổng dành ăn à, mà ổng không có dành ăn, mấy con kia dành ăn. Mấy con vậy đang Ờ, mấy con dành ha. ăn, đặc biệt là chỗ đó đó. Yêu quá. Đó là ông bà mình kể lại. Nhưng mà rất chiều ông bà mình nói ăn hay ngồi, phát hiện hay ngồi, ổng ngồi giống như người ta ngồi tịnh vậy đó. Giống ngồi thiền nha con. Ờ, giống như ngồi thiền vậy đó, ở trên vồ đá trên đó đó. Cục đá cao 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 nhất ha. Ờ, đá cao nhất trên đó đó. Lâu ngày chết rồi cái có ai phát hiện chôn Ông có không không? có gũ xương, Gũ xương. gũ xương trên đó luôn. Ổng ngồi thiền, bà ba tôi kể lại với bà nội tôi kể lại là ổng ngồi cái này nè, là cái nguyên bộ xương dựa vô cái tảng đá cao trên trên đất đó á, là bà tôi kể lại là để cái tay như mình vậy nè, Trời ơi. rồi dựa vô cục đá vậy nè, rồi chết gục mặt xuống vậy luôn nè. Rồi mấy ông bà tôi mới lấy bộ xương đó đó, mới đem cắt dưới này nè. Rồi bây giờ không biết ai lấy mất tiêu, mình không biết cái thời đó. Mấy đó giống như ngồi tịch vậy luôn hả Giống con? như ngồi tịch vậy đó. Là ổng quậy nhiều hả con? Cái đó mình không biết. Cái đó nhưng mà mình nghĩ về tâm linh đó, thì có một vị thú đó là ta tu đó. Ta tu ta mới biết cái cách ta ngồi thiền. Dạ đúng. Chứ khỉ là nó gắn mắt nhất. Tôi nói khỉ là gắn mắt nhất mà. Mà ông này thì ổng không gắn mắt, là tất nhiên là ổng ngồi thiền định giống như người ta là ổng có cái căn này. Chứ bình thường mà đâu 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 có ngồi gì được đó hết đâu. Đâu có biết đâu ngồi gì. Không biết đâu, dưới hồ đó nó coi đây có một cặp cặp nhạn. Nhạn là dắt khoảng chừng 5 giờ rưỡi á, hồn khoảng chừng 15 17 năm về trước đó. Chứ không phải mới đây ngang. Nó hay đậu trên cái đền ở đây, cái chân trên cái thác đó. Ờ, đền thờ đó đó. Là bắt đầu là nó gục đầu xuống, nó dùng 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 xuống bốn hướng. Nó dùng lên này, cảnh này là ba cái. Rồi dùng lên trên đó ba cái, dùng bên đây ba cái, dùng bên đây ba cái gì nè. Đại khái giống Như như là lại. xá lại Ờ, vậy giống hả như con? lại vậy đó. Tôi mất ghiền, tôi tranh thủ giấc chiều tôi lên mà tôi coi tới đó, mà thờ đó đâu có điện thoại điện gì quay, có ba cái điện thoại ấy không à. Nhân đen. Cũng là lạ kỳ ha. Cặp cặp nhạn nó có chừng gần 20 năm rồi Mà sau này cặp nhạn đó không còn mất hả con? tiêu, Đi ha. đi đâu mất tiêu không Hoặc là biết. già quá. Lúc nãy còn với ông anh còn ngồi chẳng nói chuyện với cái anh gì, Ông thằng cháu của đó, thằng cháu anh nói tên gì cũng quên, tên Sen. anh xem đó. Anh nói chuyện đoạn cái quay qua trên trời nguyên bầy chim bay vòng vòng Chim vòng. mấy chim gì con? Cái này mình không biết, ở đây có khi ha, giấc tối á, vẫn chừng giấc phi phi vậy đó, có lúc á, bà nó bay giống như là chiếc điểm mình vậy đó, bay cà vũ mà bay cà vòng mà nó la sùm chứ, nó bay cà vòng giống như là mình không biết đường nào mình nói luôn, tả bao Nó nhiêu nhiều, con nó á. nhiều à. Ờ, nó nhiều á. Ờ ta. Hả? Mà thấy Lâu giống như chim lâu bự lắm. có một lần vậy đó. Mà mới thấy là chim bự lắm luôn. À, với con cặp đó, ta nói con hạc gì đó, mình không biết người nào giờ mình chưa biết cái hạc. Con cặp bự lắm. Ồ, mấy năm trước có bay về điện bà. Bay về điện bà với đúng 12 giờ trưa. Nó đậu ở chân điện bà đó, đâu trên cái nhãn đó. Lớn giống bằng như con cò mình vậy đó, mà không phải cò. Chắc hạt đó con nghĩ là nó cũng bự lắm con. Bự, nó bự, hai con này cũng bự rồi. Này nữa mình không có nói được đâu cháu ơi, nói về cái quyền bí thì mình không có giải thích được, Đúng. mà cũng khó mà nói. Nhưng mà cái người mà đụng chạm đi ở đó đi, người ta mới biết những cái gì, Mới cảm nhận mới biết được mới không? cảm nhận mới biết. Chứ nhiều khi cái người đó thấy họ nói, nhiều khi cái người khác thì họ không thấy, họ không tin đâu. Họ không tin, họ không bao giờ tin chân á. Nhưng mà sống trên đời này
có thể những chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không Dạ, cháu? dạ đúng rồi. Đó, trên Tâm đời linh, này cái chuyện tâm linh thì mình không có nói rồi, không nó có giải không có thích giải được thích đâu. được đâu, không giải thích được đâu Nó cháu. huyền bí với phần nó không 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 mình thường mắt thường mình không có hiểu, nó không có hiểu được đâu. Thuốc này cháu, Dạ. thuốc này. Ngồi nói chuyện rồi chơi. Sao bữa nay sao mấy mày cũng có duyên hết chứ, tao cũng có duyên cái gì đó, ngồi nói chuyện Mà chơi tự với động bữa nay cháu hay không, tự nhiên muốn về đây. vậy hả? À Bữa đó nhờ cái sự giới thiệu của cái cô gì ở ở trên núi này nè, cô gì tự nhiên quên tên này đó. Bữa đó hai hai ba cô đang về bên bên cốc chị Sáu bên núi núi Bà Đội đó cậu, rồi ngồi cũng ngồi nói chuyện gì nè, rồi mấy cô nói ở trên bên núi 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 Voi, nói bữa nào mấy mấy đại có duyên thì qua bên bên cô chơi sư cô. bên đây cũng như nhiều lắm, nhiều có khi cũng có huynh đệ ở núi khác ta đến ta giếng Là nó ở trên núi này nè, nhưng mà tụi con không có biết mà là kiếm á, á. Cô đó tên gì biết quên không? tên Cô luôn thứ rồi, mấy? con nhớ cái cô đó hình như là cô gì mà không nhớ không thầy, một cô núi dài với một cô núi voi, hai cô núi voi, cô gì tự nhiên quên tên luôn, không nhớ luôn. Đi rảnh thì cái duyên gặp chị Sáu đó, rồi ngồi đại khái uống nước rồi nói chuyện đại khái Cô qua đó thứ lại chơi, sáu hả? không quên cốc chị Sáu, không nhớ tên tự nhiên nói không nhớ, nói lên núi dâu đi là có cốc chảnh á, là gặp rồi tự Ở nhiên trên này thì nó ngay có mình chú ở à. Chú ở với có chòi có anh Năm anh ở đó. ủa đây gì mình còn mấy cái cốc nào không ta. Ở có cái cốc thì cốc bên anh Sáu với cái chòi anh Sáu phía bên kia kìa. Cái chòi của anh Sáu phía bên bển đó. Như không biết cốc nào đó mà có mấy xưa có cái cô đã ở đó. Vậy là phía bên kia kìa, cánh bên kia. Còn cái khu này là con mình chú à, À, cô đó nói bên mình đó chú với người phía cái Năm. cảnh cảnh đẹp lắm. Bên kia cảnh đẹp lắm, cảnh nó Bên cũng kia ha, vậy mình đi nữa, mình đi đường nào? chút nữa cháu đi xuống tới chỗ mấy cái mã đó ha, Dạ. rồi cháu mới thấy có con đường lên đó, Dạ. rồi mà cháu đi lên thì vô cái khu mấy cái mã này À, quá quên thẳng lên luôn ha. nè. À, thay vì nãy mình quẹo lên đây, còn kia mình đi thẳng bên kia. Nó có con đường lớn gì ha, Dạ. chạy lên. Thì bữa hổm cô cũng giới thiệu đó, tính qua cho tham quan cho biết luôn với phần núi voi này á. Mày mở mấy cô nhà sư phải không, mấy cô nói chuyện với cháu là người xưa phải không? Dạ. Rồi mới lên đây cho biết ở trên núi voi của mình luôn. Chứ đó mình nghe nói không à, chứ con ơi tụi con chưa có đi lần nào. Chứ mình nhiều khi mình ở đây người ta hỏi mình không biết đường trả lời cũng hơi Đúng kỳ. rồi, đúng rồi. Như mình người dân ở ở ở An Giang mà hỏi mấy cái di tích hoặc là những cái địa điểm, cái địa danh hoặc là cái này kia của An Giang mình hỏi không biết thì nó hơi kỳ quá. Mình biết mình giới thiệu về cái An Giang của mình, rồi có những cái đại khái như là những cái chỗ giống gì về tâm linh, người về thờ phượng này kia các thứ, về cái văn hóa của cái An Giang mình nó vậy đó không. Đúng rồi, mình phải cho người ta biết, Dạ. với hai là bản thân mình cũng phải biết. Dạ. Chứ giờ có tính lên đời người cậu không biết gì chân sao, đâu đâu Đúng đâu có rồi, còn cái gì để có mà khi là hay. người người ta cũng muốn lắm, Dạ. ta muốn đi đến có chỗ đó ta tín ngưỡng hay hoặc ta cúng kiến gì đó Dạ. hay hoặc ta thư giãn gì đó mà ta không biết Dạ. Giống như à, người mà cũng ta nhờ người khác thông qua. Dạ, giống như mình người ta muốn đi đi tham quan An Giang mình, người đại Đúng khái không biết chỗ nào để đi, biết thì đại khái một vài điểm, cái điểm chính như núi Cấm rồi núi Cô rồi. đại khái gì đó thôi. Đúng rồi. Còn những chỗ khác thì họ đâu có biết được, họ đi ý họ tâm họ muốn đi đó nhưng mà họ không biết để đi. Giống như mình làm này để mình có ý nghĩa bắt cầu nhịp cầu cho người ta biết đường người Đúng ta đi rồi, mấy tới cháu thôi. làm cái đó là tốt lắm đó. Dạ. Mấy cháu làm cái đó là nói chung ra là cái đó là nói chung ra là truyền bá để cho thiên hạ ta biết là cái điều phải, Dạ. cái điều tín ngưỡng, cái điều mà cái du lịch theo cái quyền đó là người ta để người ta đến đó ta thư thái hay hoặc người ta cung kính hay hoặc người ta dưỡng được cái tâm người ta cái gì đó Là cho người ta tìm hiểu về ta cái tìm hiểu dạ được. đúng rồi. Cái đó là khác nào cháu cũng là một cái nghĩa hay đó chứ, Dạ. theo chú nghĩ là có đó là cái lý hay đó. Dạ. Còn nhầm người ta ở nhà ta cũng đâu có biết gì, Dạ. phải không? Đúng rồi. Cái đó mấy cháu làm đúng Dạ. á, không cái đó là chú nói sự thật đó là vậy đó. Dạ.
như con ba mấy tuổi tới giờ mới biết cái này chứ biết đâu. Mà chú thì ít có chịu cho người ta, cho nên đại chú lắm, hoặc là cho tao biết lắm. Bởi vì cái bản tính của chú là vậy. Rồi anh em nào có duyên thì ngồi nói chuyện chơi vậy thôi. Còn nói gì sâu xa hơn nữa thì làm sao mình nắm hết được cháu. Tại vì Nhiều lắm nghe mình, con. mình là con nít mà. Đúng rồi. Như nhà cậu cậu cũng nói kể những câu chuyện xưa, chuyện về cái di tích ở đây thế này thế kia, ngày xưa ông bà la có cái những mẫu chuyện gì gì kể là truyền cho hậu thế. Chứ bây giờ giống như cậu ông kể đi, tụi con làm gì biết. Đó, À, đúng không? nhưng mà chú biết phần nào Thì vậy đại đó. khái biết phần nào mình cũng vẫn hay phần đó, tại vì á Hà biết còn hơn không, đúng Đúng không? rồi, đúng rồi cháu. Giống như hồi xưa ông bà mà của cậu đi truyền lại. À, cái cậu cũng biết được chút đỉnh, kể cho con cháu nghe, con cháu sao cũng kể được, nhớ nhớ được chút đỉnh, cũng kể lại, cũng truyền được, được được chút 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 chút. Hôm bữa nay cũng có cái duyên gì đây nè, tự nhiên chú lên đây ngồi nói chuyện mấy chị này, xong mấy cháu nói chuyện với mấy cháu nghe chơi. Cái này cũng là cái ngộ á chứ. Không phải cái hang được mà. Tại vì con tụi con làm cái này á chủ yếu là cho bà con người ta biết, người ta tham quan hả. Tốt lắm chứ không có gì đâu cháu. Thứ nhất là cho người ta đi, người ta tín ngưỡng, lần mà cho cái tinh thần của người ta nó thoải mái. Với hai nữa là cho người ta biết được cái chỗ này chỗ kia. Rồi cháu làm cái thông điệp qua như vậy đó là có điều rất hay, cho mở mang nhiều cái ý thức mà để người ta nhìn ngó được. Người ta có duyên rồi người ta cũng phải ta tầm đến thôi, đó là điều tốt. Tuy rằng mấy cháu là nói đơn giản là mấy cháu làm như vậy, chứ thật sự thông qua thì nói gì cái đạo đức thì mấy cháu làm cái đó luôn cũng là cái công đức. Không, có đó là sự thật, có đó cũng là công đức. Công đức cho những kẻ người ta chưa biết mà người ta đã thấy được, người ta sẽ hiểu được cái gì đó, rồi ta sẽ đi đến đó, người ta kính lại cái gì đó, may mắn ra ta được nhờ cái gì đó, phải không cháu? Cũng như người ta chưa có biết cái gốc của người ta, ta về chỗ đó người ta sẽ biết gốc của người ta. Đại khái giống vậy. Hay lắm á chứ. Rồi được may được chú được thoải mái con mình, được cái dẫn dẫn mấy cháu đi vòng vòng, nhưng mà tại vì chú không không có chịu Đại khái nói chuyện liền rồi. vậy. Thôi mà chú cháu nói chuyện vui hen. Mà con đứng ở dưới kia, con dòm lên, con nói, ủa trên đây đâu có gì đâu ta. Vừa bước qua khỏi cái dốc đó một cái dòm, một cái đi mà giật mình luôn. Tại vì cảm giác mình đó không, không mình không thấy được. Nhưng mà trong cái núi này á, là khi ông Hai Thanh Hương ông mới nói á, là xây cái ngũ năm cái dồ, là gọi là cái ngũ hành, nghĩa là hai cái dồ bên đó đó là lên tên lên Tam Thanh đó là hai cái dồ, mấy cháu thấy rõ ràng Hai hai ngang. thước đá hai dầu không? Hai cái dồ, mà cái dồ bên đây này làm giống như có bàn có ghế rồi ngồi im lắm. Bên kia thấy gì sao xe xe rẻ cái giống như đó là thiên nhiên đó. nhìn thấy lạ quá hổ. Rồi đây cái dồ nữa là cái thứ ba nè, rồi với cái cầu thang mấy cháu bước lên nữa là hai cái dồ, dồ bên đây với dồ bên bà là gọi là năm dồ. Năm dầu hả? Mà ở đây cái địa thế nó không thấy hay ngộ hả con? Nó giống như cái hình cái Bắc búp quái sen, cái búp sen hay sao á, phải không? mà mấy cháu lên trên đó hang mà mấy cháu chụp xuống quay xuống đẹp lắm. Mà cái cảnh này quay lên mấy đứa nhỏ mấy đứa cháu rồi nó quay chơi nó thấy lên đẹp quá. Thì có hai cái xứ là Bắc á, chứ cái chánh điện đó nhìn hay hay đẹp lắm. Hồi đó mấy bác chồng đó, Hồi xưa thôi con. Xưa luôn, cái cây xứ này là theo chú biết đó là cũng mấy chục năm rồi đó, Vậy là thầy của cái ông ông Thanh Hương á, dạ là thời ông chồng còn ngộ cái chỗ ba cái cây xanh này nè, dạ hai cái cây xanh này nè. Ổng đặc biệt là ổng không chịu mọc ra kia vô hả con? mà ổng mọc vô, ổng ổng Cái ôm cái đài, ổng cây làm tam giống hả? gì giống như cái tay Bụng mà lên. che lại cái đài vậy đó. Mấy cháu nhìn thấy cái kia hai cái cây xanh nó ngộ. Còn cái cây anh kia kìa, anh mọc riêng, anh tà la ra ngoài. Cái này giống 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 như cái bàn tay, hai bàn tay úp úp lại hay không? Giống như hai cái bàn tay úp lên như nè, cho cái người nào ngồi để che nắng vậy đó. Mà cái cây này chú đâu có dám đụng, tại vì mình thấy nó kỳ lạ quá, nó có sự gì đó. Thành ra ảnh tự dài ra là ảnh tự gãy gầy, ảnh tự gãy Mình không có cắt, không có tỉa, không không có đụng dám tới cắt luôn hay tỉa cho nó.
có hồi kết này là nó hơi bò ra đây chút xíu nè, rồi chú mới cắt. Không có bớt đi đừng xíu không? đừng có nó phức cái tấm bảng đó đó. Dạ, nhiều khi nó ôm vô cái mấy cái đó là nó cũng hư hư hại nữa con. Đúng rồi, cũng hơi hại chứ. Dạ, mình giữ được cái nét này là quá hay rồi. Hồi xưa cháu giữ cực lắm cháu ơi. À, đi mằng rồi anh em chia ra lên đây giữ chứ để không nó đập Nó đập. đập thời điểm nó đập lấy sắt á. Dạ. Ồ. Rồi là giữ lại mấy cái cây cổ, mấy mấy cháu mấy nói cây nhãn mấy cháu nó sùa bao lâu năm lắm rồi đó. Dạ. Là ông bà tôi kể lại đó là cả trăm năm rồi đó. Cái nhãn đó ha. Ừ, Trời ơi. mấy cháu thấy vậy đó. Cái gì cái lỗi nó cứng khừ luôn, cái lỗi nãy em quay đó. Tôi biết tới giờ luôn là bà, hồi nhỏ tôi lên đây mới có mấy tuổi 7 8 tuổi mà giờ tôi gần 50 tuổi là hết bốn mấy năm rồi mà tôi thấy cũng còn hình như y tinh vậy đó. Không lớn không gì cho hay Là mấy cây nó lâu lắm rồi đó, dạ lâu đời lắm với mấy cây me này nè. ở đây nhìn lên ở dưới từ dưới nhìn lên thấy là trôi lôi à, nhưng mà lên đây thấy như cái Mà cái dồ nào cũng đẹp hết cháu ơi, ngộ cái cái dồ này là lên. tự nhiên hay sao? Tự nhiên hết cháu Dạ. ơi, tự nhiên không Lửa xây chỗ chùa này cũng hay ha, cái công này cán lắm luôn. công cán lắm. Hồi xưa ông bà làm cực khổ lắm. Dạ. Hồi xưa ông bà kể lại làm đâu phải mà có cái thời hiện nay mà máy múc hay hoặc là đục đá đâu. Mấy ổng mới lấy củi mình với vỗ xe đó, Dạ. không chắc lại cái mà ông đốt đốt rồi cái đầu đá nó nóng nó bung ra. Dạ. Bung ra là mới lấy ra mới xây nè. Dạ. Chứ đâu có đập được đâu. Không không có đập không có đục gì chân. Cái những cái bức tường đi lên này là vẫn là ngày xưa làm đúng không? Hồi xưa làm đó chứ. Ôi, hay với đẹp chứ. Này là mấy cái xe này là ba tôi xây, là mấy cái ngôi sao này nè. Dạ. Mà đặc biệt hồi đó đó ông tu sĩ Thanh Hương ông làm á cái ngôi sao Dạ. trước Hòa Bình đó, cái cảnh này là làm đặc biệt là ông là người là yêu nước. Có cậu ba cái chữ chữ đó kêu chữ nho phải không con? Ba cái chữ nó là chữ nho đó các. Cái đó mình ngờ cái đó Lại là chữ là tam giáo. tam giáo. Ở ba cái gạch là chữ tam. Dạ. Ba gạch là tam, ở dưới là tam gia cái loại là tam giáo nguy nguyên. Tam Tam giáo giáo nguy nguyên, phước hai nguyên. chữ dưới. Ba chữ đúng rồi, tam giáo nguyên nguyên ba chữ. Tam giáo. Ủa, Tam bốn chữ giáo. mới đúng đúng Tam không? giáo nguy nguyên. Bốn chữ mới đúng. Bốn bốn Phước hai chữ, chữ rồi. bốn phất chữ dưới này Phước nè. dưới là chữ gì sát Tam dưới rồi. giáo nguy nguyên. Dạ. Là ba cái dòng ở trên đó. Dạ. Là ba cái dòng là thời là loại là ba cái đạo. Dạ. Là loại là Tam giáo Phật Thánh Tiên. Dạ. Phật giáo và Thiên Chúa giáo và Cao Đài giáo. Dạ. Đó. Rồi ba cái dòng đó đó. Tam giáo nguyên nguyên nghĩa là tam giáo chỉ chung một mối thôi. Chỉ chung một mối đó cháu. Dạ, dạ. Rồi ông xây cái đài này á, là gọi là cái bát quái. Dạ. Trên đó gọi là tứ tượng. Tứ tượng. Tứ Là tượng có là bát bốn có quái. bốn bốn bậc á, Bốn bốn bậc. tầng. Bốn góc. Bốn góc. Tứ tượng. Dạ. Là bốn góc. Rồi cái bố ơi, tám cái dòng này, tám cái trụ này gọi là bát quái. Bên cửa sanh và bên cửa tử. Còn ở đây là nó có cái ngũ hành là năm giò đá. Còn dưới đây là đền tứ thánh dựa dưới chân cái đồi Tam Thanh hướng về Tây Nam, hướng về Nam mà nó cũng ăn xéo về hướng Tây. Thôi giải thích với mấy cháu cũng hơi nhiều, nói chuyện hơi nhiều thôi, chú cũng xin phép đi vô ơi. Rồi hôm nay Hôm nay trò gặp lại chuyện với chưa cậu Bảy rất là vui. vậy Cậu vậy không Bảy có cũng có duyên với cậu Bảy mới chia sẻ như nhiều câu chuyện sớm giờ cũng lâu rồi. Không có gì đâu cháu, mình nói chuyện với nhau mà mấy cháu cũng muốn đi tìm hiểu thì chú thì người ở đây thì chú cũng phải nói những gì cho mấy cháu biết trong khả năng của chú thôi, cho nó vậy, cho mấy cháu đừng có phụ mấy cháu đường xa đi đến đây vậy thôi, đây là cũng là cái duyên an. Rồi thôi vậy hả mấy cháu. Vậy hẹn gặp Thôi lại gặp cậu Bảy một lại ngày cậu nữa, con có Bảy chúc mấy cháu vui vẻ nha. Dạ. Thành công theo cái sự nghiệp cái cháu nha. Dạ.